Sau khi thủ thành Việt Kiều Philip Nguyễn về nước, đã có nhiều ý kiến so sánh anh với Đặng Văn Lâm để xem rằng liệu ai sẽ là số 1 tại giải đấu, ai sẽ chiếm suất bát chính tại đội tuyển quốc gia, rồi nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi mà cuộc tranh luận ấy còn chưa đi đến hồi kết, thì có một thủ môn ngành qua ngày vẫn âm thầm cống hiến, tỏa sáng và là niềm cảm hứng của đội bóng, đó chính là Trần Nguyên Mạnh, thủ môn số 1 của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Sau cuộc đối đầu, câu lạc bộ Nam Định huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa nói rằng ông không hiểu nổi tại sao đội bóng của mình lại nhận thất bại. Tuy nhiên, từ sâu trong thâm tâm, chiến lược gia người Bulgaria hiểu rõ rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất đó là Nguyên Mạnh đã chơi quá xuất sắc. Màn trình diễn của Nguyên Mạnh trước câu lạc bộ Thanh Hóa xứng đáng nhận điểm tuyệt đối. Trước đội bóng ứng cử viên vô địch, người gác đền của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thể hiện được một màn trình diễn siêu hạng. Đó là khả năng phán đoán tuyệt vời khi Nguyên Mạnh đổ người chính xác để ôm gọn đường chuyền ngang của Trọng Hùng ở phút 25. Đó là khả năng làm chủ không gian, là sự quyết đoán khi anh băng ra ngoài khu vực cấm địa, tắc bóng chính xác để ngăn Lâm Tinh Phong ghi bàn. Đó là óc quan sát nhạy bén khi anh thực hiện cú ném bóng hoàn hảo phù hợp với đà di chuyển của Henrio Araujo giúp câu lạc bộ Nam Định mở tỷ số. Trong số những thủ môn đang thi đấu tại V-League thì Nguyên Mạnh cùng với Philip Nguyễn chính là những người gác đền có khả năng phát động tấn công hay nhất. Có Nguyên Mạnh trong khung gỗ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không chỉ có một chốt chặn đáng tin cậy mà có thêm một hậu vệ thứ 6 ở hàng thủ. Việc Nguyên Mạnh chơi chân tốt giúp Nam Định dễ dàng có thể triển khai bóng từ phần sân nhà hoặc giảm tải sức ép mỗi khi đối phương đẩy cao đội hình pressing. Chính huấn luyện viên Popov cũng dành lời khen cho Nguyên Mạnh. Cậu ấy nằm trong top 3 thủ môn tốt nhất Việt Nam hiện nay. Cậu là nhân tố thay đổi trận đấu ngày hôm nay khi có 3 pha cản phá từ chối bàn thắng của chúng tôi. Trong hiệp 1, từ pha cản phá của Nguyên Mạnh, chúng tôi bị phản công và dẫn tới bàn thua. Thành tích nào cũng được chứng minh bởi những con số biết nói và Nguyên Mạnh hiện đang có được 6 trận giữ sạch lưới, nhiều nhất V-League 2023. Thủ môn Tấn Trường của Hà Nội FC và Văn Phong của Viettel, những người được thi đấu cùng các tuyển thủ quốc gia chất lượng ở phía trên như Thành Trung, Việt Anh, Duy Mạnh hay Thanh Bình, Tiến Dũng cũng không đạt được thành tích tốt như Nguyên Mạnh. Những thủ môn Việt Kiều như Đặng Văn Lâm, Philip Nguyễn cũng khó lòng cạnh tranh với Nguyên Mạnh trong cuộc đua đến danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất V-League 2023. Ở câu lạc bộ Bình Định, Văn Lâm vẫn chơi hay nhưng thủng lưới tới 17 lần và mới có 4 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, Philip Nguyễn mới trở về Việt Nam thi đấu ở giai đoạn 2 và vẫn chưa thể kết luận được gì nhiều. Mùa này, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ vẫn phải nỗ lực rất nhiều để có thể chen chân vào vị trí giành huy chương. Tuy nhiên, cá nhân Nguyên Mạnh xứng đáng được vinh danh. Anh cùng với Henrio cũng chính là hai bản hợp đồng chất lượng nhất, xứng đáng từng xu mà đội bóng Thành Nam bỏ ra. Trần Nguyên Mạnh xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ, chuyển lên đội 1 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2012, rồi trở thành thủ môn số 1 của đội bóng quê nhà cho đến cuối mùa giải 2019. Sau khi kết thúc hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, Nguyên Mạnh đầu quân cho câu lạc bộ Viettel đến hết mùa giải 2022. Cuối mùa giải năm ngoái, thủ môn sinh năm 1991 này muốn về chơi cho đội bóng quê nhà khi những đồng đội như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng đã quay về. Tuy nhiên, ý muốn lá dụng về cội ở những năm cuối sự nghiệp của Trần Nguyên Mạnh bất thành. Thủ thành sinh năm 1991 này cho hay, hết hợp đồng với Viettel, tôi về quê nhà và bản thân luôn dành sự ưu tiên cho Sông Lam Nghệ An. Nhưng không thấy những người làm bóng đá ở đây đả động gì. Dẫu em đã đánh tiếng, chưa kể cách hành xử của những người có trách nhiệm ở Sông Lam Nghệ An với các đồng đội cũ khiến tôi cảm thấy nản lòng. Thực tế, Trần Nguyên Mạnh là thủ môn được rất nhiều đội bóng săn đón. Cựu tuyển thủ Trần Minh Quang, hiện là huấn luyện viên thủ môn ở Viettel chia sẻ, trong các thủ môn hiện nay tôi đánh giá rất cao Trần Nguyên Mạnh. Ngoài trình độ chuyên môn rất tốt, cậu ấy cực kỳ nhanh nhạy trong việc phán đoán tình huống. Hạn chế duy nhất của Trần Nguyên Mạnh chính là có thể hình không quá cao. Khi Sông Lam Nghệ An không mặn mà với người nhà, rất nhiều đội bóng đã nhảy vào để săn đón chữ ký của Trần Nguyên Mạnh và Nam Định đã đạt được điều này. Thậm chí đội bóng Thành Nam còn đưa luôn tiền lót tay một lần cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, chứ không trả từng năm như nhiều đội bóng đang áp dụng. Từ những trận đấu tại Cúp Quốc gia 2023 cho đến cả các trận đấu ở V-League, Trần Nguyên Mạnh là người hùng đúng nghĩa của đội bóng Thành Nam. Xem anh tả súng hữu đột để cứu nguy cho mảnh lưới của đội nhà, càng thấy rõ anh là chốt chặn đáng tin cậy. Trên khán đài sân Thiên Trường ở mỗi vòng đấu, hàng nghìn khán giả Nam Định đều hô vang Nguyên Mạnh với sự xuất sắc của anh đã giúp câu lạc bộ Nam Định tiếp tục bay cao ở nhóm đầu V-League. Điều đáng tiếc nhất đối với Nguyên Mạnh ở mùa giải năm nay có lẽ là ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 6, anh được huấn luyện viên Philippe Trussier triệu tập nhưng sau đó lại bị trả về vì chấn thương đầu gối. Chấn thương này dai dẳng và kéo dài từ trước. Thậm chí trong đợt tập trung đội tuyển lần 1 hồi tháng 3 vừa qua, Nguyên Mạnh đã bị tái phát và chỉ tập riêng cùng bác sĩ. Vì thế, ngay sau đợt tập trung tuyển Việt Nam lần 1, Nguyên Mạnh đã phải vào thành phố Hồ Chí Minh để tập riêng. Thời gian qua, ai cũng biết chấn thương gối của Nguyên Mạnh vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng anh vẫn là chốt chặn số 1 của đội bóng Thành Nam. Thậm chí còn là người hùng khi anh nhiều lần cứu nguy cho khung thành của đội nhà. Cũng do thi đấu quá xuất sắc nên Nguyên Mạnh lại càng không thể vắng mặt ở những trận đấu quan trọng của đội bóng Thành Nam.
cần nói thêm một trận đấu gặp Công an Hà Nội tại vòng 7, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã cho Nguyên Mạnh nghỉ một trận để dưỡng chân và kết quả Nam Định thua đậm 0-4. Cái gối của Nguyên Mạnh vì thế ngày càng quá tải, nên kết quả chỉ vài ngày tập trung cùng tuyển Việt Nam, anh đã phải trở về câu lạc bộ để tự điều trị hồi phục. Trường Nguyên Mạnh đang được người hâm mộ Thành Nam ví von là 50% sức mạnh của đội bóng. Thủ thành xứ Nghệ đang đóng vai trò quá quan trọng, trở thành chốt chặn không thể thiếu trong đội hình của Nam Định kể từ đầu mùa giải. Nguyên Mạnh xứng đáng đến từng xu với Nam Định, đẳng cấp của anh ấy thì khỏi bàn rồi. Có Nguyên Mạnh trong khung gỗ, Nam Định thực sự yên tâm vì có một chốt chặn trong khung gỗ của mình. Trung vệ Quế Ngọc Hải đưa ra quan điểm khi nói về tầm quan trọng của Trần Nguyên Mạnh trong đội hình của Nam Định ở mùa giải năm nay. Đồng quan điểm với cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh cũng suýt xòa về màn trình diễn đẳng cấp của cậu trò cũ đang khoác áo Nam Định. Nguyên Mạnh hay thật, tôi chỉ biết nói hai từ đẳng cấp. Ông Công tấm tắc khen ngợi thủ thành sinh năm 1991. Nguyên Mạnh 3 năm liền là thủ môn xuất sắc nhất V-League, từng góp công lớn giúp Viettel vô địch V-League 2020 trước khi cán đích ở top 4 mùa giải trước với thành tích của hàng thủ chỉ lọt lưới 14 bàn, trong khi câu lạc bộ Hà Nội có đến 21 bàn thua. Tại vòng loại World Cup 2022, từ chỗ nằm ngoài kế hoạch ban đầu vì thể hình không ấn tượng, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và sự chuyên nghiệp đã giúp Nguyên Mạnh phá vỡ định kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh vượt mặt Tấn Trường để trở thành lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam, kể cả tại AFF Cup 2020 sau đó. Thành công của một đội bóng trước tiên phải xây từ các hàng thủ vững chắc, và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã rất khôn ngoan khi sớm ra tay chiêu mộ thủ môn tài năng và giàu kinh nghiệm này. Thủ thành xứ Nghệ đang chơi quá hay trong màu áo Nam Định kể từ đầu giải, trận nào Nguyên Mạnh cũng chơi xuất sắc, giúp Nam Định giành được những điểm số quan trọng. Trong những bình luận trên các diễn đàn hoặc trang chủ chính thức của Nam Định, người hâm mộ Thành Nam luôn dành những lời khen đặc biệt cho Nguyên Mạnh, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng Nguyên Mạnh được xem là một nửa sức mạnh của Nam Định. Thế nên dù chỉ là một tân binh mới gia nhập đội bóng kể từ đầu mùa, nhưng việc Nguyên Mạnh được tin tưởng giao tấm băng thủ quân của Nam Định ở những vòng đấu gần đây là điều hoàn toàn xứng đáng. Ở đội bóng Thành Nam, Trần Liêm Điều có thể là một thủ môn trẻ tài năng, Đức Dũng có thể bắt penalty hay, nhưng để mà nói về uy tín trong khung gỗ thì cả hai đều phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được đến đẳng cấp của Nguyên Mạnh. Thủ môn người Nghệ An chắc chắn là động lực để những người đàn em cố gắng, là tấm gương để những thủ môn trẻ nhìn vào mà học tập. Với Nguyên Mạnh, chúng ta có thể dùng câu nói, tuy bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn để miêu tả về anh. 1m78 là chiều cao không quá lý tưởng đối với một thủ môn, nhưng với những gì đã làm được, Nguyên Mạnh xứng đáng nhận được những sự nể phục và trân trọng.